thu phương của những ngày trước. Một cô gái mang trên người đầy sự cay nghiệt, làm cái nghề mà mọi người miệt thị và coi thường, ban cho nó một cái tên là làm gái. Điên hả? Làm gì cho tao bộ? Phải sống tạm bợ và dựa dẫm theo mấy kênh mà cô để được an toàn mà hành nghề. Và rồi tôi gặp anh Bình, một anh xe ôm vừa ly dị vợ. Thành, mày quen tao mà mày còn tò te với mấy con khác là sao? Hả? Anh chân chất thật thà và không kém phần trượng phu. Ủa gì vậy? Lên xe đi, tôi chở. Tôi nói chuyện với anh, tôi mà có tiền tôi cũng chở anh rồi. Lên xe đi, tôi chở cô đi. Sao không đâu, sáng giờ có ăn gì đâu. Rồi giờ tôi chở đi ăn. Nhưng mà ăn gì ăn không được ăn tôi á. Bên cạnh anh, tôi như được sống lại với bản chất thật, hồn nhiên ngây thơ của một cô gái mới lớn. Không còn gai góc, không còn xù lông lên để bảo vệ danh dự cho bản thân. Anh không có gì để nói với tôi hả? Tôi không. Có chuyện gì vậy? Chuyện thường ngã quỵ. Anh đã thật sự thương và bảo vệ tôi trước những gì gọi là nghịch cảnh của cuộc đời. Đi khỏi đây, đi khỏi đây nhanh lên. Tôi không có chỗ đi đi. Đây là nhà tôi, tôi không có gì để mất hết á. Nếu bây giờ tôi không về nhà, tôi đi đâu? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi đang muốn giúp cô thôi mà. Anh giúp tôi được một ngày, hai ngày, ba ngày, anh có giúp tôi được suốt đời không? Không có tiền mà đi xe ôm nữa mày. Lời con chó hả mày? Để người ta đánh ghen hả mày? Không kiếm tiền cho tao. Mày bản đầu hả? Bên anh, tôi cảm giác được thật sự lỗi điều anh, gì là an toàn. Quên hỏi anh tên gì. Tôi nghe bà Tám mà nói. Giờ tôi hỏi cô nè, giờ cô định đi đâu? Anh dẫn tôi ra đây rồi, ra nói tôi đi đâu? Tôi đi theo anh suốt đời chứ đi đâu. Và rồi, mọi thứ đã dời tôi đến gần đời anh hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, chúng tôi không cần biết. Chỉ biết rằng, chắc chắn ngày mai bình minh lại bắt đầu. Không thể cho anh được bình. Cô dậy sớm vậy? Anh đi đâu về á? Tôi ra ngoài đi chợ. Chợ? Để chút nữa tôi nấu cơm trưa nè. À, sẵn tôi cũng có mua bánh mì cho cô nữa đó. Dạ. Đàn ông trai mà đảm đang dữ thần. Nấu cơm rồi nữa hả? Trời ơi, nào giờ tôi toàn ăn tiệm không à? Mà thôi, có gì đâu cảm ơn tôi hoài à. Tôi thấy cô gặp chuyện tôi đâu thể ngủ yên được. Mà tôi hỏi thiệt nè, cô có ổn không vậy? Ổn mà, tôi không có gì đâu. Rồi cô định đi đâu?
Thì chắc tôi ở đây vài ngày thôi là tôi đi. Lỡ cô ra ngoài rồi cô gặp tên ma cô đó nữa rồi sao? Không có đâu, chuyện đó anh đừng lo. Hay là cô ở lại đây luôn đi. Ý của tôi là cô cứ ở lại đây, khi nào cô muốn đi cũng được. Cảm ơn anh, tôi cũng muốn phiền anh đâu. Trời ơi, có gì đâu phiền. Tại vì tôi thấy là tôi đã giúp cô rồi thì tôi phải giúp cho trót chứ. Chứ bây giờ cô cũng đâu đi ra ngoài được đâu, mà tôi cũng không có muốn cô đi ra ngoài. Thì cô cứ ở lại đây đi. Anh nuôi tôi, nói không? Hên xui à. Anh hai nghe nè, làm xàm cái gì nữa đây? Cái gì? Chuyện quan trọng vậy bây giờ mới gọi cho anh hai? Rồi mẹ có sao không? Thiệt tình cái con nhỏ khùng này. Được rồi, để anh sắp xếp anh chạy về liền. Vậy nghe. Anh có chuyện gấp gì đi đi, đừng có lo cho tôi. Thì đúng là tôi đang có chuyện gấp, nhưng mà còn cô thì sao? Tôi lớn rồi mà trời. Không sao đâu, anh đi đi, gấp đúng không? Hay là vậy đi. Hả? Cô về quê với tôi nha. Về quê với anh? Thì bây giờ tôi đã giúp cô rồi, tôi cũng muốn giúp cô cho trót. Hơn nữa tôi không yên tâm để cô ở một mình ở đây. Rồi cô cũng đâu có nơi nào để đi đâu. Không ấy, cô về quê tôi đi, rồi có gì qua Tết lên lại cũng được. Đi ha. Nếu mà về quê anh rồi người nhà anh hỏi tôi là gì của anh rồi trả lời sao? Bạn gái chứ sao. Thôi không đi nữa. Giỡn thôi. Nhà tôi ai cũng dễ thương hết á. Đặc biệt là em gái tôi. Đó. Tôi nghĩ là cô mà về đó chắc là cô với em gái tôi hợp tính lắm. Cô yên tâm đi, cứ về đó đi. Mọi chuyện cứ để cho tôi lo. Vậy là đồng ý đi rồi đúng không? Đợi tôi nha, tôi vô xếp đồ. Gì lẹ vậy? Về gấp mà. Chưa quyết định gì nữa. Sao dễ thương. Yêu em nồng say suốt rồi. Ôi trời. Có sao không con? Ôi thiệt tình luôn á. Đau chết luôn á. Má dặn con rồi, nếu muốn nhảy gì đó, ta đi tìm cái vũ đoàn hay thầy để ta dạy cho có căn cơ, hiểu chưa? Cơ gì má? Là sao ta? Là căn bản với cho cái cơ của con nó dẻo dai đó, để khi mình nhảy múa mình không có bị té, con hiểu không? Con mà té hoài vậy có ngày gãy tay gãy chân đó. Thôi đi má ơi. Gì? Bình thường con nhảy cũng ngon lắm chứ bộ. Tại má đó, nhà dơ dơn chút có làm sao đâu má. Dọn dọn dẹp dẹp hoài, té đau chết luôn cũng do má không á. Trời đất ơi, bây giờ đổ thừa tôi nữa. Thiệt mệt. Đau không chết luôn à. Má thấy dạo này con ghiền dữ lắm rồi đó. Trời ơi, con có ghiền đâu má. Chẳng qua là đang mới té, ngồi nghỉ mệt lướt con xíu à, mà ngồi nhai nhai hoài. Trời ơi, cực phẩm, cực phẩm. Cái này chết với chết nè. Con rớt tim luôn vậy đó. Rớt chưa? Mém rớt. Trời má ơi, còn tươi xanh như nồi canh, rớt gì mà rớt. Mà nói cha mày. Giỡn con xíu à, làm gì căng quá vậy má. Làm ơn bớt cái giọng cười đó giùm tôi một cái đi nha. Trời, trời ơi, cười nham nhở quá à. Con gái mà cười vậy á là ế chồng đó con. No. Má sai rồi má ơi. Má sinh con ra không có đẹp được như hoa hậu, thì con phải biết tạo điểm nhấn riêng cho con chứ. Điểm nhấn đó hả? Dạ đúng rồi, chứ mình mà mình không đẹp, mình phải có điểm nhấn riêng độc lạ, nó mới không có nhạt nhò chứ má. Bao tài. Ôi là trời, khoái chảy nước miếng. Ôi ôi. Má ơi, nó làm có hết hồn cái gì mà lãng lãng sau lưng hả? Đưa cái điện thoại đây. Đưa cho má coi. Trời, con có làm gì đâu đó. Đưa cho má coi. Trời ơi, má ơi, tìm bạn trai cho anh hai chứ bộ. Cái gì?
Tìm bạn trai cho anh hai. Cái gì mà má nghe không rõ, cái gì mà tìm bạn trai cho anh hai con? Con nói là con tìm bạn trai cho anh hai. Mày nói cái gì vậy? Bóng đó má ơi. Bóng bà ông bông sắc bóng má. Tao biết rồi, tao biết cái vụ bóng rồi, nhưng mà tao đâu thấy nó lộ đâu. Trời ơi má ơi, bộ lộ mới bóng được hả má? Mọi thứ bóng dần theo thời gian, má không biết gì hết trơn. 100% anh hai anh bóng đó má. Không có bóng, con trai của tao thẳng, hiểu chưa? Trời má ơi, ảnh không bóng mà hả? Mấy năm nay ly dị vợ mà không dắt bạn gái về, má nghĩ có bóng hay là không? Con đừng nghĩ má già má không biết gì nha. Thời buổi bây giờ con gái nó không thích làm dâu đâu ha. Biết đâu là hai đứa nó ở nhau trên Sài Gòn rồi từ từ về ra mắt má, hiểu chưa? Con trai tao gì mà là trời bóng. Thôi đi má ơi, má không muốn có con dâu hả? Ví dụ như bây giờ nè, anh hai dẫn chị dâu về, có con dâu nè đỡ việc cho con, cũng đỡ việc cho má nữa, má lớn tuổi rồi. Thôi, đừng có biện minh cho cái tật làm biếng của mình nữa. Con có biện minh gì đâu má. Tao đã nói con trai tao không có bóng, hiểu chưa? Con dám chắc với má là 100% bóng luôn. Con mới hả lên cái app này nè, cốt ý của con là con muốn lên đây nè, con tìm bạn trai cho anh hai, chứ cái tầm của con á má, con búng một cái là một thằng tới, con búng hai cái là hai thằng, chứ má tưởng giỡn hả má? Trời ơi là trời, con gái con lứa gì nói gì đó hả? Thì cái tính con sao con có sao con nói vậy, chứ má muốn con nói không thật lòng hả má? Má cứ tin anh hai đi, rồi một ngày nào đó má sẽ sáng mắt ra. Má biết cái bài sáng mắt của Trúc Nhân không má? Sáng mắt bà nội mày nè. Con nói thiệt á má. Sáng mắt bà nội mày. Anh nói thiệt á má. Má mày... sẽ sáng mắt ra đó má. Ý là sao má lộ bình ai đó má. Sáng mắt bà nội. Trời ơi đó này. Nhỏ này. Ủa anh hai. Anh hai má. Nhỏ khùng nè. Anh hai về má ơi. Ôi trời ơi trời. À, trời ơi con về rồi. Trời ơi. Quay một vòng mắt coi. Quay một vòng. Đi qua bên đây má coi. Đi tới đi lui má coi. Ừ, đi tới lui. Ồ, đi tới nữa. Đi tới. Cái gì vậy má? Chưa, tao nói cái tướng nó tôi đàn ông mà nói. Ông giả bộ đó má ơi. Cái gì tao nói? Má, cái gì vậy? Có chuyện gì vậy má? Ờ, đâu có gì đâu. Trời ơi, con khỏe gì má mừng quá à. Má ra đây con coi. Má xoay một vòng con coi thử coi. Ủa, tự nhiên kêu má xoay. Dạ, má cứ xoay đi. Rồi má xoay nè. Rồi má xoay lại, xoay ngược lại. Rồi. Má đi qua kia đi lại đi con coi thử. Thì nè, đi nè, bình thường có gì đâu con. Ủa má đâu có sao đâu. Ờ thì má đâu có sao đâu. Con nhỏ này nói má nằm liệt giường. Cái gì vậy? Trời Tết nhất mà con dám trù má bệnh vậy đó hả? Trời ơi con nói vậy anh hai mới chứ chị ghê á má. Mày gan quá hả, mày dám lấy cái chuyện này giỡn mặt hả? Hả? Con em nhỏ giỡn này, mặt hồi nào? Nhỏ này. Trời đất ơi trời, cái gì vậy? Dám giỡn mặt với anh hai mày hả? Con nhỏ này. Khoan. Dạ cô. Cô tìm ai vậy? Tìm tôi hay tìm nhỏ này? Dạ không phải đâu má. Đây là bạn con. Dạ, con là bạn. Bạn gái. Cái gì? Dạ, dạ. Má phan hả dọn? Cái gì? Không có đúng. Đi ra sau hái dừa. Vậy má? Đi ra sau hái dừa cho khách trời, uống. Trời ơi, con thì má mới kêu con hái dừa. Đi ra sau nấu cơm, mau lên. Má, anh hai nói bạn gái rồi đó. Đi. Giờ má có con dâu, má kêu nấu đi. Nấu bữa nay hỏi nhà không nấu nữa đâu đó. Dạ. Đi vô nhà. Đi vô nhà đi rồi nói. Đi vô nha. Vô nhà. Đi nè, đi rồi má. Để con được rồi má. Ăn tự nhiên nha con. Dạ. Mang đi má. Ừ, cảm ơn con. Trời. Gì? Ngán lúa vậy mà về nhà con trai ăn nay chưa? Con ơi, con rảnh không? Ăn miếng cà đi con. Ăn miếng cà đẹp da nha. Dạ ăn đẹp sẵn hả? Ăn đi để đừng nói nữa. Ăn đi con. À con. Ý, dạ con mới một ấm. Trời, món này là đặc sản ở quê miền tôi á. Muốn làm dâu miền Tây mà không biết ăn là sao trời. Nhỏ khùng nè. Ủa thì có người này người kia, có người thích ăn món này, có người thích ăn món khác. Ừ. Thì bây giờ Phương không ăn được mắm, mày giống như là bà không ăn được rau diếp cá vậy đó. Con thích ăn rau diếp cá lắm á cô. Chị hả con? Dạ. Ở sau giường mọc nhóc luôn á. Vậy thì ngày mai cô sẽ mua con cá tai tượng về cô chiên lên. Ừ, con biết là món gì không? Gì má? Tai tượng mà chiên xù lên hen. Cái mình bỏ thêm mình bỏ lên bánh tráng, mình bỏ cái miếng bún vô. Rồi trong cái rau sống đó bác bỏ thiệt là nhiều rau diếp cá. Khi mình cuốn xong mình chấm nước mắm mình. Ôi nó ngon. Con ăn gì má? Má biết con không thích ăn hả? Bánh cuốn, rau diếp cá con cũng không ăn được. Rồi con ăn gì ngày mai?
Không ăn được hả con? Hả? Vậy thì ngày mai mình mua cái món gì mà mình ăn được rồi tự mình nấu mình ăn luôn nha. Còn nếu như không ngồi chung mâm được thì ra góc vườn ngồi ăn. Đúng. Trời rồi ơi, ghét tôi không biết là tôi con ruột hay là con ghẻ nữa. Má, lâu lắm rồi con mới thấy hai má con mình xong kiếm hợp bích. Đúng là đồng minh. Yeah. Yeah. Ba nữa. Tối nay ngủ đâu? Nhỏ này làm hết hồn hoài ta. Quên cái vụ ngủ của em nữa chứ. Không ngáy tối nay ngủ. Ây ơi. Gì vậy con? Dạ không có gì má. Tại con sợ Phương tối nay ngủ ở đây không quen. Dạ thôi nếu không có, không ai không có, con ra nhà trọ ngủ cũng được. Trời ơi, đây quê làm gì mà có nhà trọ. Con nhỏ này nào giờ nó nói cái gì cũng sai, nhưng bây giờ nó nói cái câu này đúng nè. Với lại con đã về đây rồi thì con phải ngủ ở đây, chứ không lẽ con đi đâu phải không? À không ấy, tối nay con ngủ với anh Trinh đi, được không? Anh thấy má nói vậy hợp lý á. Tại vì từ chỗ này mà đi ra chỗ phòng trọ là xa dữ lắm. Để anh hỏi Trinh coi chịu không. Nhỏ khùng kìa. Dạ. Tối chị Phương ngủ chung chịu không? Được á anh hai. Tối này ngủ em đi. Được á. Ăn đi con. Được á. Nó hay gác lắm á, cẩn thận nha. Phải công nhận nha con, má nó từ hồi nào giờ á, trong giây phút này là con dễ thương nhất luôn á. Nè thưởng cho con nè. Gắp con miếng mắm má. Tự gắp đi. Ý gì đây cô? Ý gì? Vườn của tôi, nhà của tôi muốn nằm sao tôi nằm bên đây. Tôi nằm sao là quyền của tôi. Tôi nói cho chị biết á, chị muốn bước vô cái nhà này á, có dễ đâu. Nhà. Tôi là khách, tôi phải được đối đãi long trọng chứ. Thì sao em? Con nít hỉ mũi chưa sạch, muốn chơi cái gì chị? Má, má, má ghét con kìa má. Má ghét con má. Làm gì nhìn tôi dữ à? Tại bữa nay tự nhiên cái tôi thấy khác. Khác đâu cũng vậy mà. Bữa nay ăn mặc tự nhiên nhìn sao tôi thấy đẹp. Mắc gì khen hoài à, bộ xe gió tôi hả? Nói gì vậy? Xe gió là cái gì? Người ta nói là trúng gió hoặc là xe nắng. Ai mà nói xe gió? Tôi thích vậy á. Tôi thích dùng những ngôn ngữ mới do chính tôi sáng tác ra. Được, bữa nay đẹp là nói gì cũng được hết á. À mà Phương nè, cô đã đồng ý giúp tôi về đây là đóng giả bạn gái tôi đúng không? Thì hay là khi mà đứng trước mặt em gái với mẹ tôi á, đổi xưng hô đi. Xưng hô sao? Anh với em. Chi vậy? Anh em? Sao phải xưng anh em? Chứ bây giờ cứ xưng với tôi với cô vậy rồi lỡ như là mẹ với em gái của tôi thấy được rồi tôi không biết phải giải thích làm sao hết á. À, anh Bình. Em Phương. Anh Bình. Em Phương. Tào lao. Nghe được mà, có gì đâu xàm. Cũng lâu rồi tôi mới được về quê á. Sao vậy? Sao không chịu về quê? Nếu như mà em muốn về quê á thì anh có thể giúp em, đưa em về quê được mà. Thôi, không có tiền. Tưởng chuyện gì á. Anh thì anh không có nhiều tiền nhưng mà ít thì anh có thể giúp em được. Anh có thể giúp em được 1-2 ngày, nhưng anh không có giúp suốt đời được đâu. Tại vì mẹ em lúc nào bà cũng cần tiền, không bao nhiêu là đủ với bà hết. Cho nên tốt nhất là đừng về. Nhưng còn ba em thì sao? Từ nhỏ thì em đã không có ba rồi. Em sống với mẹ ở khu ổ chuột á. Ngày nào cũng ngửi mùi rác với mùi cống, mắt ngán. Cho nên là em muốn đổi đời. Nhà không có điều kiện mà. Bằng mọi giá em phải lên Sài Gòn để đổi đời. Nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ, cái cuộc sống này nó không có như là em nghĩ. Nó khắc nghiệt hơn nhiều.
Sài Gòn đúng là hoa lệ thiệt á. Nhưng mà hoa đóng thấy toàn thấy lệ. Đúng là vì miếng cơm manh áo mà người ta phải buộc làm những cái điều mà người ta không mong muốn ha. Hôm nay bé Trinh á, nó có lỡ lời nói ra những điều không hay á, em đừng có giận nó nha. Trời ơi, em không có chấp nhất ba cái chuyện nhỏ nhặt đó đâu. Mà anh chỉ sợ em buồn thôi à. Không, em không buồn đâu. Tại vì con người với con người mà mình cần thời gian để hiểu nhau hơn. Nên em không có để ý, cũng không buồn đâu. Anh đừng lo nha. Đâu có lo đâu. Con phải công nhận hồi nhỏ anh Bình nhìn dễ thương ghê. Ừ, cả hai đứa nó luôn. Con biết không, hồi đó trong thôn mình nè, mấy cô mấy chú ai cũng cưng tụi nó trơn. Đứa nào đứa nấy bụ bẩm bập ù bập ú à. Thậm chí có nhiều người đòi nhận làm con nuôi luôn đó. Trời, nuôi chi. Hối hận. Mới hồi nào con Trinh á, lúc nào cũng đi theo ôm chân mẹ, rồi cứ xin đồ ăn xin kẹo này nọ. Còn thằng này, thằng này là chuyên gia cởi truồng tắm mưa. Trời. Đó, nó chạy vòng vòng từ đâu trên xóm dưới vậy đó. Má ơi, má nói cái gì vậy? Trời ơi. Hồi nhỏ ai mà không cởi truồng tắm mưa, tự nhiên bây giờ má nói vậy trước mặt. Thì đúng rồi, hồi nhỏ con hay vậy lắm. Nhưng mà ai rồi cũng phải lớn lên mà má. Lộn, lộn. Nhà này ghét rồi lộn hết rồi. Tự nhiên có cớp à trời. Cớp là gì? Thì con mất đồ đó má. Cái trời. Gì? Mất đồ? Dạ. Mất cái gì? Em mất thứ quý giá anh hai. Quý giá là cái gì? Chiếc nhẫn vàng của con đó má. Ôi tào lao, từ nào giờ nhà mình nè ăn trộm chưa bao giờ đột nhập dưới chân mà nó cướp cướp. Coi chừng là bỏ quên đâu đó rồi đổ thừa. Thôi má ơi, chính vậy hả? Nào giờ nhà mình không có trộm đạp nhặt, bữa nay có người lạ tự nhiên hả mất chiếc nhẫn à. Em không nói tầm bậy nghe chưa? Em nói gì chẳng khác nào em đổ thừa cho Phương ăn cắp hả? Em không có để thừa, em có bằng chứng luôn á anh hai. Bằng chứng lấy ra đây. Đợi 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 em xíu. Cái con nhỏ này á, nó mà không có chứng minh được á, nó chết với con. Nè nè, cái vỏ của bả nè. Nó đổ ra coi đi. Kìa kìa, bằng chứng gành gành ở đây rồi. Chị chưa bao giờ có cái suy nghĩ sẽ lấy đồ của Trinh luôn Trinh ơi. Trinh bịa đặt kinh khủng luôn á. Thôi đi bà ơi, bằng chứng gành gành ở đây rồi mà bịa đặt cái gì. Anh hai mở ra anh hai coi đi. Có gì đâu. Nói đổi hoa ta. Có không? Đâu? Đâu? Cái nhẫn đâu? Bà, bởi vậy bà cao tay lắm. Tôi mới để đây hôm qua bà cắt trong người bà ở đó. Anh hai lục đi, hai coi thử đi. Có phải này không? Đúng rồi đó má, nhẫn để con á má. Sao má có vậy? Trời ơi, vậy mới hay. Ôi, ta nói nè, nó ghét con Phương, cho nên nó kiếm chuyện nó bài trò. Cái nết mày tao rành lắm. Con Phương nó đưa chiếc nhẫn cho má nè, rồi nó giải thích cho má biết hết rồi. Em lớn mà em bày trò vậy đó hả Trinh? Em xin lỗi chị Phương đi. Em đâu có làm sai đâu mà tự nhiên anh hai cho em xin lỗi bà. Nè, bỏ cái nết ra đi nghe chưa. Má nữa, má cũng la con nữa. Em như vậy mà còn không sai hả? Em có làm gì sai đâu vậy bà mà anh hai la em. Em có làm gì sai đâu anh hai la em. Mày đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa. Thôi con, con thừa biết nó khùng mà. Thì con bị lấy cái bình khùng của nó luôn nè. Vẫn không được nè con, nó không có chịu bắt máy. Con cũng gọi cho nó từ sáng giờ cũng không có được nè. Tới giờ cơm chưa chịu về ăn. Mà từ nào giờ ngoài cái đi công chuyện ra, nó chưa bao giờ nó bỏ đi hơn nửa ngày hết á. Thôi cô à, cô đừng có lo quá. Hay là để con với anh Bình đi tìm Trinh nha cô. Cô đi theo tụi con luôn. Cô ở nhà nghỉ ngơi đi cô. Khi nào mà thấy Trinh tụi con báo cho cô biết liền. Phương nói đúng đó má. Má cứ ở nhà đi, tụi con sẽ báo về liền mà. Đi em. Báo má liền nha con. Đi đi, hai đứa đi cẩn thận đó. Ơi em ngon vậy mày. Ê em, đi đâu vậy? Ra chỗ khác coi.
Trời ơi, anh rất là thiện chí luôn á, xem khó khăn quá vậy. Ai quen biết gì mới ngồi đâu đó tôi đi. Vô uống thanh ly đi. Nhà em ở đâu? Nhà xóm trên á. Trời ơi, kế bên nhà anh luôn. Vô uống ly đi, anh trở về hứa luôn, một ly thôi. Vô đi em. Uống bớt bực mình đi. Vô uống ly đi em. Uống thanh đi. Trời ơi, xinh đẹp như em mà buổi tối đi qua đây một mình, không ai đi chung hết, nguy hiểm lắm. Ngồi đây tụi anh đi. Ủa, biết uống cái này đâu. Em đang buồn đúng không? Uống cái này vô hết buồn liền. Uống ly thôi nha. Chắc chắn luôn. Rồi vô 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 vô, vô anh gãy đi. Rồi vô. Sao thế không? Cái gì đâu vậy? Thì uống. Nói uống ly đi về. Trời ơi, tụi anh đang vui mà sao tự nhiên em làm mất hứng quá. Uống một ly nữa anh trở về. Một ly thôi, anh trở về anh hứa luôn. Em theo ly đó coi. Ly nữa thôi một nha. Ly nữa thôi. Rồi. Đi vô đi, hôm nay chiều tụi anh cái đi, tụi anh đang vui á. Rồi, đi đâu vậy? Hồi nãy nó uống ly rồi mẹ. Hồi nãy kêu tụi ngủ rồi, không muốn uống được bạc hả mày? Uống ly đi mày. Rõ rồi mày. Ê, uống đi đứa anh ơi. À, chị Phương, cứu em. Tụi bay tính làm gì em ta? Mày đâu đây? À, thì ra là người quen. Tính làm gì em ta? Không những em mày, mà tao còn làm luôn mày á. Được. Tao chơi với tụi bay. À, chị Phương, chị Phương, chị Phương, cẩn thận chị Phương. Đi đi cho chị đánh. Anh Bình. Nguyên một đám thằng ông hiếp hai cô gái hả? Mày coi như hôm nay là mày hên đó. Tụi mình còn gặp nhau dài dài. Đi mày. Anh hai hả? Anh hai có sao không anh hai? Tuyệt có sao không? Con chị Phương có sao anh hai có sao không? Không sao là được. Quên lên bay đó. Bây giờ á, bay nghĩ rằng bay đủ lông đủ cánh rồi thì muốn bay đâu thì bay, không có cần đến ai phải không? Thôi được rồi, nếu như vậy á thì má không cần con nữa, con đi ra khỏi nhà này đi. Má ơi, con biết lỗi rồi má. Thôi đừng có xin lỗi nữa, hãy mỗi lần có lỗi là xin, xin xong rồi tiếp tục tái phạm vậy xin chi cho má công vậy. Thôi má ơi, má đừng có giận con nữa má. Con biết lỗi rồi, con không dám nữa đâu. Cô ơi, cô ơi, em nó đi chơi với nhà bạn thôi. Mà trời ơi, nó ham chơi, cô biết mà. Cho nên là em nó không có để ý điện thoại. Mà xui cái là tụi con đi kiếm em á. Con á thì quên điện thoại ở nhà. Còn anh Bình á, thì điện thoại anh hết pin luôn. Tới hồi mà kiếm được cổ á, muốn gọi cho cô gần chết à. Mà cũng đâu có gọi được đâu. Thôi thôi cô, giờ cũng trễ rồi, thôi cô giữ sức khỏe mình thì nghỉ sớm đi cô. Chừng nào á mà nó có suy nghĩ chín chắn, nó trưởng thành đi rồi cô mới khỏe lại được. Mà đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai á, chắc có lẽ má chết thì con mới vừa lòng phải không? Má! Mày chửi tao hả? Không, con có dám rồi má. Con xin lỗi má. Má ơi! Má! Em nữa, em cũng đi nghỉ luôn đi. Má đang bực mà em cứ nhiêu. Má bực thêm, đợi ngày mai rồi nói tiếp. Em xin lỗi chị. Mà cũng hên á. Hồi nãy á là chị tới kịp rồi, em uống có 3 ly. Chị mà tới trễ một chút nó bắt em uống 1 lít luôn rồi á. Tôi nhìn từ xa là tôi biết có chuyện rồi, chắc chắn có chuyện rồi. Trời ơi, bà cao tám nha. Từ đây giờ sao chị lại đồ của em rồi đó. Quýt 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 quýt. Chị Phương. Ừ. Dứt hôn chuyện sao rồi? Không, đâu có sao đâu em, chuyện thôi, nhỏ. Thôi, để em coi cho. Mà mẹ em có biết chuyện không mẹ chị? Không, mẹ không biết đâu. Trời, chị la xấu sao hay vậy? Thì kiểu chị nói chị bất cẩn thôi. Trời, chị giỏi quá à. Chị, em cho chị coi này nè. Thấy đẹp trai không? Cũng thường. Trời, cái này bên tay là cực phẩm đó trời. Gu của em, gu của em. Đẹp trai lắm á. Gu sao, gu em sao? Gu em là hello chị biết người hello không? Người hello là ai là sao? Hello là bên tay là yến liệt là American á.
chị ở thành phố mà chị không biết hả? Nào giờ đâu có đi học đâu, được dạy tiếng Anh nghe nó xứ gì đâu. Nếu dạy chị cho. Hello, hello. Hello. Hello là xin chào, xin chào. Xin chào hả? Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Stupid, stupid. Stupid là gì? Stupid là ngu ngốc á chị, ngu ngốc á chị, chữ nó ngu ngốc là stupid, stupid. Stupid. Chị tải cái app này đi, cái app này hay ho lắm á. Nè mà nhưng mà khoan nè, chị không muốn xen vô cái chuyện riêng của em. Nhưng mà em tìm hiểu bạn ở trên mạng á thì em phải cẩn thận. Trời ơi chị ơi, em tìm hiểu kỹ rồi, bạn của em nè. Nó là hả, nó tìm chồng là từ cái app này ra, cái app này uy tín lắm luôn á, chứ không phải tầm thường đâu như chị nghĩ đâu. Nhưng mà em phải kỹ. Thôi chị ơi, em nói thiệt. Chị Quỳnh ơi. Đi nè, trong đây nè. Chị Quỳnh. Đu đây. Trời ơi. Thôi thở 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 đi thôi. Góp ý nhẹ, góp ý nhẹ nha. Sao chị? Em nha, càng ngày càng lớn. À dạ. Cho nên á, bỏ cái tật nha, bỏ cái tật mà từ ở ngoài lá ong ngóng nha. Đó. Hình chưa thấy mà tiếng này vô trong đây rồi. Chị muốn rớt tim luôn vậy. À, dạ dạ. Tại không biết có chị có nhà em chạy qua lại. Chị. Hả? Nói nghe nè. Gì? Chị có tiền không? Chị cho em mượn chút đỉnh nha. Em có chuyện gấp lắm. Dạ. Em muốn mượn tiền phải không? Dạ. À, chuyện gấp là chuyện gì? Mà giờ người ta thạc sĩ rồi, đâu có nhận bà con dòng họ gì đâu. Mà giờ thạc sĩ ngộ con ha. Thạc sĩ mà đi nuôi đĩ. Tám mà chị nói gì vậy? Ủa gì Tám nói đúng thôi, đĩ nó khác gì bà. Bà đi nói chuyện này với nhiều người ăn. Tôi không đi với bà đâu. Chị. Cái gì vậy? Sao tự nhiên chị rước cái loại con gái này vô đây làm chi vậy chị? Nè nè, cái loại con gái là... Trời, dì Tám nói gì kỳ vậy dì Tám? Con gái gì? Con loại này là loại gì? Trời ơi, con nhỏ này nó làm gái. Hả? Em gặp nó rồi. Ờ, ủa, mà tự nhiên sao hôm nay nó vô nhà chị? Ờ, thì nó... Ha? Trời ơi, chẳng lẽ con trai chị lấy con nhỏ này về rồi rước về đây làm dâu chị, chủ nó làm gái mà chị? Dì Tám nói gì kỳ vậy, có bằng chứng không mà dì nói chị Phương? Có bằng chứng, em gặp nó rồi, em còn thấy, em còn nghe. Mà nha, ở cái Sài Gòn ai mà không biết nó làm gái. Trời ơi, em nói thiệt với chị nha, loại con gái này mà dính vô là xui dữ lắm. Mà, trời ơi, coi nó kìa. Thằng Bình á, nó là con trai chị, nó chơi bời cỡ nào cũng được. Nhưng mà mình phải biết điểm dừng, mình phải biết sĩ diện của cha mẹ mình. Thôi dì Tám ơi, đủ rồi. Má, cái gì vậy má? Thôi đi, bình tĩnh đi con, bình tĩnh, từ từ. Đừng có khóc nữa, dì không có trách con đâu. Nhưng mà con đã gây ra quá nhiều phiền phức cho gia đình mình rồi. Con không có lỗi gì hết. Có trách á là trách cái cuộc đời này nó quá cay nghiệt với con. Dì thương con nhiều hơn là trách con đó. À mà nói cho cùng, dì đâu có quyền gì mà chê trách con đâu. Trên cuộc đời này nè, không có gì hoàn hảo hết trơn á. Con biết không, từ lúc mà Bình nó ly dị đó, con người nó trở nên là khác hẳn luôn vậy đó. Dì rầu hết sức vậy. Nhưng mà từ khi gặp con đó, dì cảm nhận là nó hoàn toàn thay đổi. Nó rất vui khi được sống bên con. Nhưng mà con không xứng đáng với anh Bình đâu dì ơi. Cái quá khứ của con dì không biết đâu. Có cái câu nói rất hay, mình không được chọn nơi mình sanh ra, nhưng mình được quyền lựa chọn cách mình sẽ sống. Chỉ cần con cố gắng nè, à rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con lựa chọn cái cách mình sống nè, khi mà con lựa chọn đúng đắn rồi thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp, con sẽ được hạnh phúc, sẽ được thành công hơn. Mình là cây lúa tốt tươi trên đồng, thì phượng hoàng sẽ đến đậu.
mình là biển cả mênh mông thì sẽ có nhiều sông lớn đổ về. Dì không có để bụng về cái quá khứ của con đâu. Dì càng thương con nhiều hơn đó. Vì dì biết con là đứa con gái có bản chất tốt. Chỉ cần con với mình, hai đứa sống hạnh phúc bên nhau là dì vui rồi. Dì ơi, con cảm ơn dì nhiều lắm. Thật ra gia đình của bà Tám cũng đáng thương lắm á chị. Con bà bị bệnh thận giai đoạn cuối, bản thân của bà ít học, cho nên có cái gì làm cái đó, thêm chồng của bà bỏ nữa, cho nên sanh ra nhiều chuyện. Chị cũng có nghe anh Bình kể trước đó rồi, nhưng mà chị không có để bụng. Cũng đúng thôi, vì cái chuyện này đâu có liên quan gì đến chị đâu. Tại vì chị gặp nhiều chuyện còn kinh khủng hơn vậy nữa. Thiệt hả chị? Chị kể em nghe đi. Chừng nào rảnh chị kể cho ha. Đi, em cầm đồ về trước đi. Thôi chị Phương, không sao đâu, chị giải quyết được. Đi đi, đi về trước nha. Lẹ lẹ nha, gấp hồi nãy gấp lắm á. Ừ, tụi mày muốn gì? Mắc gì kiếm tao quầy à hả? Nhớ anh không? Em tỏ vẻ thanh cao làm cái gì? Chẳng lẽ trước giờ em chưa gần gũi đàn ông hả? Gần gũi hay không á thì cũng phải tùy người. Anh thích em rồi đó. Hay là đêm nay thức với anh đi. Anh bảo đảm anh không làm em thất vọng. Ý em sao? Anh vừa được thăng hoa mà em lại vui vẻ và có tiền. Wow. Khoái hả cái gì? Nhưng mà em không thích. Mỹ nhân mà. Ê, đại ca đỉnh nha mày. Vừa có ca mới, vừa bắt được ca cũ. Là đập máy tới nái luôn. Nói vậy bộ đại ca là gà hay gì? Quay hai tụi bay ra để tao đập máy cái coi. Thấy chưa, tao nói mày rồi, đại ca là gà. Mày giỡn vui ghê luôn á. Không, mấy hai tụi bay ra thiệt đi. Không thôi tao đạp luôn hai tụi bay đó. Ê, ghê quá à. Thôi ra đi, tao muốn bị đại ca đập máy đâu. Thôi thôi, mày bớt xài, tới đợi nó nhà mở cửa đi ra lẹ. Đại ca vui vẻ nha. Để yên, tao lột băng keo cho nó mà nói nè, nè, nè. Bị rồi. Em thật là ngoan cố, nhưng mà anh thích cỡ như em á. Làm cái nghề như em phải quen anh mới xứng tầm. Sao em cứ từ chối anh hoài vậy? Đúng, tôi là một con điếm. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, anh vẫn không xứng đáng với tôi. Anh biết tại sao không? Tại sao? Anh là một thằng thủ đoạn. Anh dùng mọi cách đê hèn để đạt được mục đích của anh. Anh không phải là một thằng đàn ông. Anh làm cái gì nè? Anh đừng tưởng tôi không biết, anh ép giá bảo kê. Ai không chấp nhận thì anh phá.
đê tiện hơn nữa, anh còn bắt chị em phải phục vụ phi cho anh. Đồ hèn hả? Cái đó là người ta gọi là những cái quyền lợi của những cái cô gái đó khi làm việc chung với anh đó. Nhưng mà nếu mà em thích, anh sẽ đãi ngộ riêng cho em luôn. Thích không? Ý anh là sao? Nếu mà em chấp nhận làm vợ bé của anh thì anh sẽ giúp em lên làm bà hoàng của cái chốn quê này. Sao? Thích là đúng không? Tin lời một thằng như anh thà tôi tin cái đầu gối còn hơn. Đây là cái số tiền bảo kê của em. Mỗi ngày anh đều lấy ra ngắm để nhớ về em. Nhớ về những gì mà em đã trải qua đó. Sao? Em suy nghĩ đi. Nếu không á, nếu mà em không chịu á thì em trở về với thân phận đứng đường của em. Ok. Được thôi, cởi trói đi. Nhưng anh hứa thì phải giữ lời với tôi đó. Không sướng không phải là tôi. Ok. Trời ơi, mà công nhận á, chị thông minh lắm á nha. Gặp em là em không có thoát khỏi tụi nó rồi đó. Thì tương kế tựu kế thôi. Mà dù sao em cũng xin lỗi chị nha. Có gì đâu. Ban đầu á, em không có nghĩ tốt về chị. Trời ơi, bà Sến. Bà Sến suốt kinh khủng luôn á. À mà quên, hồi sớm á, em thấy bà Tám á, bà gù gì với chị á, bà nói gì vậy? Nói gì đâu, đâu nói gì đâu. Chị giấu em phải không? Chị nói cho em biết đi. Không. Bà mà nói gì với chị á, chị nói em xử bà liền luôn á. Làm gì có, trời đất ơi. Con người ta đang bệnh, bà quậy, bà tính quậy cái gì nữa. Nói gì thôi chứ không có làm thiệt đâu. Không có gì hết. À mà chị, chị nhớ cái anh mà hôm bữa em đưa cho chị coi không? Ai? Cái anh mà em cho chị coi em hẹn hò trên cái app Speak Couple á chị. Rồi sao? Trời ơi, vài bữa nữa nha là em được gặp ảnh rồi đó. Không biết cái cảm giác nó làm sao ta. Ảnh nói á là em đẹp lắm luôn á. Ảnh còn nói á là hả, chừng nữa anh về nè, anh dẫn em đi Đà Lạt chơi nè, rồi anh dẫn em hả đi mua đồ nè, anh dẫn em á đi sắm bộ vòng xi măng nữa chị. Trời ơi, chắc tụi bạn em nó ganh tị lắm á chị. Trời ơi. Ủa Trinh, ngủ với Trinh. Cô sống trong này hả? Cô Tám ơi, cô Tám. Ủa mà nè, sao em lại quyết định đưa tiền cho cổ vậy? Thích. Sao em về đưa cho mẹ? Không thích. Bao nhiêu tiền đổ vô bà cũng bài bạc hết, không bao nhiêu là đủ hết. Tiền này người ta nhìn nó dơ, nhưng mà cứu được một mạng người tôi cũng cam tâm. Ai vậy? Kiếm tôi cái gì không? Hai người kiếm tôi làm chi vậy?
Gì đây? Lo cho thằng nhỏ đi. Nhưng mà nhớ là đừng có mang ơn tôi là được. Tụi con đi nha Tám. Tại sao trong nhà của tao? Anh hai này, ngọt ngào quá ha. Bớt tấu hài đi, trên đời nó thêm dài nè cưng. Em gái, em cũng gan thiệt á. Em dám lừa anh. Mày muốn gì? Ồ, hàng mới của em hả? Có to bằng của anh không? Nhìn cái tướng chắc cũng có thể to hơn đó. Em biết anh muốn gì mà. Em đã lấy thứ đó của anh rồi. Mày lấy gì vậy mày? Hôm qua thấy ông không mặc đồ. Lấy quần áo của ông đó. Mày nói chuyện mày lấy quần áo. Mày nghĩ sao vậy? Tiền lấy quần áo sao mà đổi? Cái gì vậy? Nó lấy tiền của tao, ok. Phương thiếu mày cái gì vậy? Tao sẽ trả cho Phương. Mày không được đụng với tới gia đình của tao. Ôi trời ơi, trời ơi, con đàn ông ghê chưa. Nhưng mà tao không có chơi với mày. Nó lấy tiền của tao mà tao chưa chơi được nó nên tao tức. Tao đòi lại những gì của tao thôi. Má, nói má nghe. Má sinh ra đứa con trai đẹp trai cao to vậy á mà má không biết dạy. Để cho đi quen cái hạng người như vậy là ngu rồi má. Ý là mày đang nói mày ngu đó hả? Trời ơi, nè nói cho mày biết nha. Tao không có ưa thích gì mày hết á. Chẳng qua là tao muốn làm một cái đế chế gái gọi ở chốn làng quê này. Tao thấy mày về đây, tao mừng hụt. Tao rủ mày vô làm chung. Nhưng mà có vẻ mày không thích. Thôi mày coi lại cái thái độ mày đi. Còn không thì tao đánh chết mẹ mấy người này à. Đừng đụng tới họ, tao sẽ đi theo mày. Em không có đi đâu hết á. Em phải ở đây. Anh sẽ bảo vệ cho em. Chưa tỉnh nữa kìa. Đập cho nó tỉnh. Dừng lại. Tao nói cho tụi bay biết nha. Mấy cái công việc gì của tụi bay tao không cần biết. Nhưng mà tụi bay đụng đến gia đình của tao là không được nghe. Huống chi là con Phương, tao coi nó như là con dâu của tao vậy. Tụi bay mà đụng đến nó giống như đụng đến tao vậy. Bây giờ nó mượn cậu bao nhiêu tiền, nói tôi trả hết. Còn nói về chơi thì cái kiểu giang hồ đó thì tao mạng đổi mạng cho tụi bay nè. Bà già này không có ngán đâu. Má ơi nhẩm được không má ơi? Má ơi thảo khí lắm á. Nhanh lên giải cứu nhà bà Huỳnh. Kỳ này hả? Không cho tụi nó làm càng sớm mình nữa. Nhanh lên. Tụi bay định làm cái gì? Không ảnh đây nè. Hồi nãy mày ngon á, mày ngồi mày quýnh tao nè. Đó, 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 đó. Cho tụi bay lửa đầu à. Tao chơi khô máu với tụi bay luôn. Trời ơi, trời ơi. Sớm thì đồng lòng ghê ha. Nhưng mà chuyện vui chưa có hết đâu. Cứ chờ nó đi. Lần này là tôi tha cho nhà bà đó. Lần sau thì đừng có hòng. Bây giờ không né sao đi nè. Tụi bay ngon bước ra nãy giờ tao nhịn tụi bay hơi chuột nè. Tụi bay ngon bước ra. Vô mặn tao hả bước ra tụi bay. Bước ra. Thôi 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 vô đi. Trời ơi. Trời ơi. Dạ đồ hả má. Trời ơi con sợ chết luôn má. Trời ơi trời ơi. Trời ơi. Tim đập bịch bịch nè. Cái bụng đánh lô tô hết trơn à. Làm cái mặt gan vậy sợ muốn chết vậy đó. Trời cảm ơn tụi con nha. Cảm ơn tụi con đã chạy cứu nha. Không có gì đâu về. Hàng xóm láng giềng không à. Có gì khó khăn thì giúp đỡ thôi. Tụi con về. Trời ơi cảm ơn tụi con nhiều nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn bà con nha. Ôi trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn dì Tám nhiều lắm. Nghe nè. Em cũng sợ muốn chết luôn á, may mà có bà con á. Cái tụi này ở đâu vậy em? Trời ơi em đâu có biết đâu. Nhưng mà em nghe đồn á nha, là công an á đang theo dõi tụi này. Trước sau gì ha tụi này cũng bị công an bắt à. Tụi nó là trong cái đường dây gì mà gái gọi mà dụ gái quê á chị. Cái gì mà lên mạng á xong rồi dụ mấy cái cô gái ở dưới quê mà nhẹ dạ cả tin đó. Trời đất xong ơi. Rồi gặp người ta xong rồi dụ dỗ người ta ép người ta đi làm gái. Thì ghê thấy chưa nghe chưa. Dạ, trời ơi may quá ghê luôn. May mà em với lại nhờ bà con tới kịp á, không biết không thôi sao nữa. Dù gì chăng nữa chị cũng cảm ơn Tám nhiều nha. May nhờ có em chứ không thôi là nó nuốt nguyên cái gia đình chị luôn đó. Dạ thiệt ra chị đừng có cảm ơn em. Em làm mấy cái chuyện này á, thật ra là để cảm ơn Phương. Thú thật thì con của em á, nó bị thận giai đoạn cuối. Mà chị biết đó,
Em thì đâu có làm ra nhiều tiền đâu, mà đi mượn người ta số tiền lớn vậy đâu có ai cho mượn. Rồi em cũng đâu có tiền đâu mà trả cho người ta. May mà có cô Phương nè, cho mẹ con em mượn tiền để mẹ con em xoay sở, chứ không biết sao nữa. Phương ơi, dì cảm ơn con nhiều. Với lại dì cũng xin lỗi con nhiều lắm. Thì ra là chị lựa tiền của tội giang hồ hả? Chị hại gia đình tôi nè. Đó là tiền của chị, tiền bảo kê. Chị muốn lấy lại thì chị lấy. Chị Tám, dì không phải cảm ơn con gì hết á. Nay đây con nghĩ là con sẽ đi khỏi đây để không phải liên lụy đến mọi người nữa. Em định đi đâu? Anh đừng có quan tâm tới tôi nữa, tôi đi đâu là chuyện của tôi. Anh không cho em đi. Tôi chỉ lợi dụng anh thôi, anh biết không? Tôi lợi dụng anh thôi. Anh biết là em có thương anh mà, đúng không? Em tệ lắm, đừng thương em. Anh và em hai người còn tiêm bông rất đau. Con xin lỗi. Anh và em biết rằng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Nhiều lần cố ra đi nhưng sao chẳng thể từ bỏ thói quen của nhau. Vì cuộc sống vẫn chờ treo và cứ thế vết thương lại càng sâu. Một con tim mong anh như một chiếc gương, lại muốn xóa dịu nỗi đau của một kẻ tổn thương. Đây nè con, Bình à, con nên đi theo tiếng gọi con tim đi. Má không có trách con đâu. Có câu chỉ có người xấu chứ nghề không xấu. Con Phương mà nó như vậy là do hoàn cảnh. Nếu như con dĩ tha, con thương người ta, đi tìm người ta đi. Dù con có làm gì, con chọn lựa đúng hay sai, má cũng đều ủng hộ con hết. Anh hai, em không muốn anh cứ mãi buồn phiền vậy đâu. Anh cứ làm cái gì tốt nhất cho người anh thương đi. Anh hai biết rồi. Đi không em ơi? Đi đâu? Bỏ nghề rồi. 500 một nhảy. Anh nói thật đấy, dịch lắm. 600 hai nhảy anh bao phòng luôn. Mày nháy nháy, hoặc tao nháy vô cái đầu mày á. Mày tin mày ôm cái đầu máu gì không? Hả? Ôi là trời, đi được ra đi không đi thôi. Chửi người ta chứ giờ. Gặp má là tắt cả hứng luôn á. Xui hả mày? Đi xe không em? Má mày cô hồn, tao nói là tao không có đi. Anh chỉ muốn hỏi là em có muốn đi xe ôm hay không? Dạ muốn, nhưng mà không biết đi đâu. Chỉ cần muốn là được mà. Mấy ngày hôm nay anh cũng không biết đi đâu hết. Lúc nào anh cũng muốn đi tìm em. Lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh em. Lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh em để chăm sóc và bảo vệ cho em.
tệ lắm. Nó có xứng với anh đâu. Chị Minh Chi. Em tệ, nhưng anh vẫn thương. Dù mạnh mẽ, nhưng ở đâu đó nơi góc căn phòng em khóc. Rồi đã thì cũng biết đau, ở nơi đâu anh cũng sẽ buồn. Mình buông tay nhau nhé, anh sẽ hạnh phúc thôi. Dù em biết sẽ rất khó khăn. Chín ơi, anh yêu em. Lâm vừa bé anh nhớ. Gì vậy cho nói? Lâm vừa anh nhớ bé. À, ok, em đồng ý. Mọi người ơi, Chín đã có chồng rồi. Biết couple hân hạnh tài trợ người yêu này. 3, 2, 1, cười. Rồi, 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 nè bây giờ. Nghe má nghe 1, 2, 3 mình thả tim nghe. 1, 2, 3, thả tim.